Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện cháy đồ. Mình là Nguyễn Đức Tiến Luyện. Hôm nay các bạn có thấy là mình hơi lạ một cái là mình đội được bóng tối trên đầu này, tại vì mình là một dân công trình, mình đi thi công cái hệ thống cơ điện trong tòa nhà hay là nhà xưởng. Và bên cạnh đó thì hôm nay mình muốn chia sẻ với quý vị và các bạn đó là cái mặt bảo vệ mắc pha chúng ta độ bằng lê kiến. Hôm trước mình đã nói giới thiệu với các bạn là chúng ta dùng hai con lê kiến này chúng ta bảo vệ mắc pha được. Và hôm nay tiếp tục mình sẽ độ một con bảo vệ bằng thở từ 358, thì mình sẽ có sẵn đây rồi, thì mình sẽ lấy ra cho quý vị và các bạn xem. Có những video thì nói rằng là cái sự thật của nó là chúng ta dùng 308 này chúng ta không bảo vệ được, nhưng tôi nói là được, nhưng nó không đảm bảo về một số mặt kỹ thuật yêu cầu. Các bạn có thể xem đây, con 308 nó không khác gì hết, đó là chúng ta cắp vào cuộn coi của nó là A1, A2, nó ký hiệu đây là 308 50 hertz, đúng không nào? Thì cái nguyên tắc để mà đấu bảo vệ nó như thế nào thì tôi sẽ gắn vô lại. Và hôm trước tôi đã làm một bộ lai kiến này vẫn còn nguyên không các bạn? Thì hôm nay các bạn đừng có nghĩ tới cái phần này nữa, và ở đây tôi có hai cái khí cụ để bảo vệ mắc pha và đảo pha, mắc pha đảo pha. Con tôi có tí nữa tôi giới thiệu, và hôm nay tôi muốn đổi cho các bạn về cái con này như thế nào và nó bảo vệ mắc pha được không. Tôi khẳng định là được, không có chuyện động cơ trả về các bạn. Thứ nhất là các bạn, tôi nói nè, các bạn có thể nhìn vô vào cái MCCB ở đây. Hôm trước tôi đã độ rồi lai kiến á, là nằm trên đầu của MCCB, được chưa? Thì ba xà lai này tôi để trên đầu CB, và bây giờ tôi chuyển xuống ở dưới này, có nghĩa là ở đây nó có hai khả năng xảy ra, là mất pha từ đầu nguồn của điện lực tới, hay là mất pha từ đầu tổng tới cấp cho cái nguồn động lực ba pha ở đây. Và thứ hai đó là giả sử như tôi nói là chân CB của quý vị và các bạn là nó bị trong cái MCCB của bạn nó bị hư một chân, thì như vậy nếu các bạn bảo vệ trên đầu pha không thể nào nó bảo vệ được cái này, động cơ vẫn chạy, đúng không nào? Vì bộ khí cụ này không bảo vệ được. Thì như vậy ta có một hai cách. Trường hợp một là hôm trước tôi đã nói trong vấn đề đó rồi, thì có nghĩa là trường hợp một là chúng ta bảo vệ trên đầu của CB tổng hay là dưới chân CB tổng. Thì hôm nay tôi làm dưới chân CB tổng để bảo vệ được. Giả sử như ba cái điểm này sẽ có một cái điểm chết, tôi vẫn dùng cái khởi 308 nha, để chúng ta có một bộ khí cụ là tôi điều khiển như thế nào. Thì luyện sẽ lắp bình thường ha. Thì cũng chẳng khác gì, tôi sẽ gắn cho quý vị và các bạn xem. Thì mình sẽ cắt cái này là mình đang dùng những bộ thiết bị khác, và mình sẽ cho so sánh khí cụ, mình phân tích với các bạn khí cụ nó như thế nào thì cực kỳ quan trọng. Thì ở đây nè, ba lai lửa chúng ta đưa qua ba cầu chì, đúng không? Các bạn trước bữa đó anh phải thử tách thử đi này từ đầu CB này đi, thì nó sẽ mất pha. Thì cái đó cách đấu của các bạn như thế nào thì tôi không có tiếp xúc và tôi cũng không thấy được cách đấu, cho nên tôi không trả lời được cái vấn đề mà nó hồi. Nhưng mà mình nói nha, nếu các bạn bảo vệ trên đầu CB này mà ở dưới này chân này chết một điểm á, thì động cơ vẫn chạy, lúc đó relay nhiệt sẽ bảo vệ ra, chứ không bộ bảo vệ mất pha này không bảo vệ được nữa. Rồi pha A nha, là sợi đỏ nè, coi là có bạn tại đi ha, tôi lấy đỏ xanh bằng đỏ đi ha, thì nó đi vào một cọc chì pha pha B là cái sợi dây trắng đó nè, nó sẽ đi vào một cọc chì này, và vàng này nó đi vào một cọc chì là ba pha, được chưa? Sau bao đầu ba pha đó thì các bạn sẽ đấu vào hai sợi đi vào đầu A1 của khởi 308 nha. Công tắc 308 thì đấu bất kỳ cái này. Đúng chưa? Cuộn A2 tôi cắp vào cầu chì thứ hai là pha B. Còn một lại trên lay ba trong mạch động lực á, thì
thì các bạn xem cái này nè, tôi sẽ lấy một cái điểm độc lập ở đây này, ha, nó tương tự với cái này thì ABC thôi, tôi lấy ở trên điểm này và còn một điểm còn lại trên lái đưa vào cái cầu chì còn lại. Bây giờ tôi đưa động cơ vào nha, tôi đóng điện nè, trường hợp này A và B cắt vào A1 A2 cuộn coi của đoạn nhiệt, quay xin lỗi, cuộn coi của conductor khởi đóng thì cái này để rõ hơn, mà ở đây á là đang có điện, cái bút thư điện nó mất tiêu rồi nha. Các bạn chờ tôi chút xíu nha. Ở đây tuy là khởi đóng nhưng mà ở đây có điện không quý vị? Có điện nè, trường hợp là đủ qua pha nè, đúng không? Trường hợp mà cái pha này mất ra thì nó không có điện, đúng không? Đúng chưa? Pha này mất nhưng mà cuộn khởi chúng ta có điện này, có điện này, không? Đúng chưa? Nhưng đóng nhưng mà mất, ở trường hợp giả thuyết là trường hợp 1 là pha xe mất thì ở đây không có điện thì động cơ không thể đóng được. Đúng chưa? Nếu mà ở đây rớt pha xe, đúng không? Bây giờ rớt pha B khởi nhảy, đúng không? Ở đây không có điện, ở đây không có điện nè. Cái này là các bạn biết làm sao mà ở bên này có điện không? Bên này có điện luôn không mà khởi bản nhã không? Thì nguyên tắc của nó là một cuộn dây khép kín, cho nên nó không đủ điện áp, cho nên nó nhã này thôi, đúng không? Thì tôi sẽ làm cái bài mà đứt trung tính hay đứt pha đó, thì tôi sẽ làm một bài lý thuyết rất là rõ ràng khi tại sao người ta quá sợ vấn đề mà động cơ ba pha, người ta sợ về vấn đề là mất pha. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy là cái nguyên tắc của nó rớt pha thì nó sẽ nối tiếp, ba cuộn dây sẽ nối tiếp như thế nào và nó sẽ cháy trong pha đó như thế nào, thì cái đó mình sẽ tính sau. Mà tôi hứa với các bạn cuối tuần này tôi sẽ làm một bài lý thuyết rất rõ ràng, tôi mang các bạn đây này, tôi sẽ làm một bài lý thuyết rất rõ như các bạn. Rồi rớt khởi, đúng không? Chúng ta đóng lại, trường hợp này khởi vẫn nhảy nhưng ở đây vẫn có điện các bạn. 1 trong 3 pha này là cái điện áp các bạn đo không có đủ 358 đâu nha, chắc chắn không đủ 358 đâu. Rồi chúng ta đóng lại. Rồi, ok, bây giờ mình cúp điện để mình đưa vào thẳng cái động cơ này. Ok, các bạn thấy là ở đây tôi có một cái nguồn switch, bây giờ tôi mới đưa vào ở 358 trên pha xe các bạn, đó là mạch động lực này, mạch động lực này ha. À, các bạn thấy là cái TV của tôi bị hư chân không? À, cắt rồi vẫn còn điện, các bạn thấy không? Ok chưa? Yeah. Tôi đưa vào. Ở 358. Và tôi lấy luôn tín hiệu. Các bạn thấy là CB này nó không có tốt, cho nên cái chân của nó làm cho nên là các bạn dùng trong dân dụng nó không có ok. Vì con CB này là nó bị hư trong cái tủ điều khiển, người ta lấy về nó là cái hiệu Vanlock, xin lỗi, nó dởm lắm. Ok chưa? Bây giờ mình bật điện lên thôi các bạn ha. Cái ba đầu cơ là tôi cho qua ba cái biến dòng này nha các bạn nha, để nó đo đếm điện năng mà tôi đã chuẩn bị sẵn, tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem nó như thế nào. Wow, chúng ta đứt trung tính hay sao mà cái mạch này không sáng à. Rồi cái này để bằng sau đi. Đủ trung tính ha. Thôi cái này tính sao ha. Rồi ok, bây giờ mình đóng mạch nha các bạn. À đây mình chưa có đóng điện ở đây, lấy gì có.
Rồi, bây giờ chúng ta đóng switch. Các bạn thấy nó bảo vệ mắt pha được không? Được. Rất là xe. Được không các bạn? Được không các bạn? Tôi đóng lại. Thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa, đó là các bạn lấy bảo vệ trên đầu của CB tổng. Thì trường hợp mà MC CB này bị hư một chăng thì không bảo vệ được cho mắt pha, lúc đó chúng ta nhờ vào relay nhiệt này. Bây giờ chúng ta phải phối hợp giữa các thiết cụ. Cho nên các bạn đấu ở đây, chúng ta dùng một cầu chì để tôi đấu cắt thôi. Nếu mà cái CB thì nó sẽ giống nhau, nhưng mà cầu chì là cái dòng nó nhỏ hơn, nó chỉ có là 2A thôi. Cho nên để nó bảo vệ được cái mạch động lực của tôi, vì không có mạch điều khiển của tôi, cho nên tôi dùng cầu chì 2A. Được không nào? Ok. Thưa các bạn, với khởi 308 chúng ta bảo vệ mắt pha được. Với hai relay kiến chúng ta bảo vệ mắt pha được, nhưng chúng ta không bảo vệ đảo pha được. Khi mà có một cái điều gì xảy ra, tôi giả sử như ở điện lực thiết bị của người ta bị hư cái ICB nào đó hoặc là MCB nào đó, người ta ngẫu nhiên người ta đấu liên tục, nó sẽ đảo thứ tự chiều quay của động cơ, thì như vậy động cơ chạy ngược. Ví dụ như bơm nó chạy ngược thì nó gầm vài một thời gian sau nó sẽ bị chip hoặc là sẽ bị văng động cơ ra khỏi cái vị trí của nó. Thứ hai, đó là trường hợp động cơ chúng ta đang chạy ngược, chạy đảo thứ tự thì làm ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất của quý vị và các bạn. Cho nên hai trường hợp này chúng ta dùng relay kiến và khởi 308, chúng ta không bảo vệ được đảo pha. Tôi khẳng định với quý vị và các bạn là nó bảo vệ được mắt pha, nhưng nó không bảo vệ được đảo pha và không bảo vệ được thắt áp quá áp. Giả sử như có sự cố đứt cái gì đó hay là bị cái gì đó ngoài nguồn điện lực đi vào thì nó quá điện áp, hay là trong khi cách phụ tải có một thời điểm Tmax nào đó, có nghĩa là thời gian lớn nhất người ta đang xài phụ tải là Vmax, thì nó bị thiếu điện đi, thì điện áp nó không còn 308 nữa hoặc là 415, nhưng mà nó còn là 320, 306, thì như vậy nó sẽ điện áp thấp thì dòng nó giảm và nó ảnh hưởng đến động cơ của quý vị và các bạn. Như vậy nó không đảm bảo và an toàn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai bộ bảo vệ nữa, chúng ta sẽ gặp nhau những video sau. Thì ở đây thì nó sẽ không có thời gian, đó là các bạn sẽ có một cái bộ bảo vệ đảo pha vật ma bằng cái con micro của Malaysia, và một cái bộ mà bảo vệ mắt pha đảo pha và thắt áp quá áp của Rinca này của Đài Loan. Thì sẽ gặp video sau, mình sẽ giới thiệu con này và mình sẽ so sánh bốn khí cụ này nó như thế nào, và đáng lẽ mình sẽ dùng con MX200 của Mã Lai á để bảo vệ luôn cả thắt áp quá áp, nhưng mà mình chưa có mua con đó. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta gặp những video sau.